Xin chào cả nhà. Hôm nay Mai Phan sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái kiểu tóc mà Mai rất là hay thường dùng cho các cô dâu hay là các mẹ cô dâu trong những ngày trọng đại. Dù không phải là một chuyên gia làm tóc nhưng mà đối với Mai Phan thì những kiểu tóc như thế này Mai đã làm rất là nhiều và được rất là nhiều khách hàng của Mai Phan rất là yêu thích, nên là hôm nay quyết định sẽ hướng dẫn mọi người nhá. Cực kỳ đơn giản nhưng mà rất là xinh đấy nha. Tranh thủ trong lúc lớp học các bạn đang tập luyện thì mình sẽ chia sẻ với nhau. Mọi người nhớ là like và share video này cho Mai Phan nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Chúng mình cần phải có những dụng cụ như sau. Dụng cụ của chúng ta sẽ gồm có một em tóc mannequin như thế này và lược gom cặp ghim cùng với cả những phụ kiện cài tóc. Nó rất là quan trọng cho cái kiểu tóc dành cho các nàng dâu của chúng ta. Khi mà chúng ta muốn tạo một kiểu tóc mới, sáng tạo những kiểu tóc mới thì một cái em mannequin như thế này rất là quan trọng, bởi vì là chúng ta sẽ thực hiện những cái kiểu tóc mà chúng ta đang muốn sáng tạo lên đây. Sau đấy thì chúng ta mới thuần thục và tạo ra những kiểu tóc đấy thật đẹp rồi thì chúng ta hãy áp dụng lên khách hàng nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu đến với những cái kiểu tóc rất là dễ làm mà Mai Phan thường dùng cho khách hàng và các cô dâu nha. Chúng mình sẽ trải mượt mái tóc của chúng mình ra trước nhé các bạn nhé. Sau đấy thì chúng ta sẽ dập, nếu như mái tóc của chúng ta quá mỏng thì chúng ta cần phải dập cho nó phồng lên. Còn cái em canh này thì đã được Mai Phan tạo rất là nhiều kiểu rồi cho nên là đã dập rồi. Chúng ta sẽ buộc 1/3 cái phần tóc của cái đầu mannequin này nhá. Mình sẽ buộc 1/3 mái tóc nha. Chúng ta sẽ trải vuốt mượt nó ra nhá. Các bạn ơi, những cái kiểu tóc như thế này ấy, thì sẽ rất là dịu dàng và dành cho cô dâu trong những cái ngày cưới hay ngày ăn hỏi thì rất là đẹp. Còn những cái kiểu mà chúng ta muốn làm cho các mẹ, chúng ta chỉ cần cải tiến đi một chút là xong. Mình sẽ buộc chun nha. Nhưng mà chúng ta chú ý là buộc chun lỏng một chút nhá. Sau đấy này, mình sẽ rút này. Mình sẽ rút từng chút một nhá. Trong cái lúc rút này thì chúng ta hãy chú ý là rút xong thì mình sẽ định hình lại bằng gôm ngay lập tức nhá. Định hình bằng gôm keo ngay lập tức này, để cho cái mái tóc của mình nó được giữ. Mình chỉ rút cái phần bên ngoài thôi nha, chú ý là rút phần bên ngoài này. Còn lại phần bên trong thì chúng ta sẽ để nguyên để cho cái mái tóc của chúng ta nó vừa chắc nhưng mà nó lại vừa phồng và tơi nhá. Chỉ rút một chút phần bên ngoài, tóc sẽ rất là tơi. Rút đến đâu thì mình sẽ xịt gôm đến đó. Rút tiếp. Nhớ là cái múi tóc của mình nó phải tơi ra một chút nhé. Các bạn ơi, các bạn nhớ là hãy share live stream này nha. Mai biết là sẽ rất là có ích dành cho những cái bạn mà mình muốn sáng tạo những kiểu tóc mới, và đặc biệt là những cái bạn mà khi mà chúng ta đang học nghề thì cái kiến thức này rất là quan trọng nha. Đó, nhớ này, mình chỉ rút cái phần bên ngoài thôi này, từ từ rút nó ra thôi này. Còn lại phần bên trong thì mình sẽ để nó nguyên đó. Thì cái tóc của mình sẽ rất là tơi, mọi người thấy không ạ? Rất là tơi này. Rất là tơi nha. Sau đấy mình xịt gôm, mình định hình lại nha. Đây là cái kinh nghiệm của mình nên mình chia sẻ nhá. Chứ không phải là múa rìu qua mắt các chuyên gia làm tóc đâu ạ. Và đây là kinh nghiệm của mình đã làm make up và có làm tóc rất là lâu rồi, rất là lâu năm rồi, nên là mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Khi mà chúng mình chưa có điều kiện để đi học nâng cao hay là chưa có điều kiện để đi học thì chúng ta có thể theo dõi qua cái live stream, cái video này của Mai Phan để chúng mình thực hiện lại nhá. Xong này, các bạn chú ý cái phần mái đằng trước này, đi ra phía trước mà. Cái phần mái đằng trước này mình sẽ chia ngôi làm sao để cho nó phù hợp với gương mặt của khách hàng nhá. Nếu mà gương mặt của khách hàng to thì chúng mình sẽ chia ngôi 7/3. Còn gương mặt của khách hàng mà thanh thoát thì chúng ta sẽ chia ngôi 5/5 là ngôi giữa nhá.
Thật ra tất cả những cái ngôi giữa thì sẽ chỉ phù hợp những khách hàng mà có khuôn mặt trái xoan, khuôn mặt rất là xinh, mặt kiểu như mặt hoa hậu ấy, thì chúng ta mới để được ngôi giữa. Còn lại bình thường thì tốt nhất là các bạn nên để ngôi 7-3 như thế này thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và mình sẽ bắt đầu test từ cái phần đuôi này nha, từ cái phần mái nha. Phần mái này chúng mình sẽ lấy cái lọn tóc bện nó vào với nhau như thế này nhá. Chúng ta sẽ lấy lọn tóc bện nó vào với nhau như thế này, rất đơn giản phải không ạ? Sau đấy thì khi mà đi ra phía sau thì chúng ta sẽ lấy luôn lấn luôn cả cái phần tóc buộc của phía sau này nhá. Tóc buộc của phía sau này tiếp tục này. Sau đấy chúng mình cứ thế lấy này, lấy cho đến khi mà hết 1/2 của cái đầu mannequin này rồi thì chúng ta bắt đầu vận nó lại với nhau như thế này. Vận nó lại với nhau như thế này. Và lúc này thì các bạn chú ý hộ Mai là xịt keo nha. Xịt keo để vuốt cho cái tóc này nó không còn cái tóc con. Sau đấy thì mình sẽ rút từ từ nhá. Mình lại tiếp tục rút giống như công thức trên. Chúng mình sẽ tiếp tục rút này. Và sẽ chỉ rút từng chút một thôi để cho cái tóc nó tơi các bạn nhá. Rất là tơi. Ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ chăm chỉ để làm tóc thôi, cho nên mình sẽ không trả lời comment của mọi người được. Nhưng mà mọi người hãy chú ý rằng là sau khi mà tắt livestream đi thì mình sẽ trả lời từng comment một nhá. Và sẽ có những cái comment mà hỏi những cái câu hỏi về tóc thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ tư vấn và chia sẻ cho các bạn lại bằng cái comment đó thật đầy đủ hơn, hoặc là mình sẽ làm một cái livestream tiếp theo về tóc để chia sẻ với các bạn nhé. Nếu như được các bạn ủng hộ thì mình sẽ chăm chỉ và mình làm thường xuyên nha. Bây giờ mình sẽ xịt gôm. Mình sẽ xịt gôm này để mình định hình lại cái tóc của mình này. Sau đấy thì mình sẽ vận nó vào. Chúng mình sẽ vận nó vào. Mình ghim nó vào đã. Khi mà ghim thì chúng ta sẽ chú ý là dùng cái cặp ghim U như thế này nhá. Cặp ghim U này. Và cặp ghim U thì nó sẽ rất là mềm cái lọn tóc của mình. Nó không làm cho cái lọn tóc của mình bị cứng. Chúng ta có thể ghim xéo lại với nhau nhé. Hai cái ghim chúng ta phải khóa nó ngược lại với nhau thì nó sẽ chắc chắn này. Sau đấy cái tóc thừa này mình tiếp tục mình vận để che luôn cái phần chun buộc lúc nãy đúng không ạ? Che ngay lập tức đó. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng thêm cặp ghim để chốt ghim nốt cái đuôi tóc đã. Bây giờ thì mới bắt đầu chốt những cái phần này. Những cái phần này nó chưa đủ tơi, chúng ta có thể rút cho tơi thêm nhá. Chốt nó lại các bạn nhá. Này, đẩy cái tóc lên này, ghim từ bên dưới để cho nó dính cái mái tóc của mình một chút vào cái phần tóc mà từ mái mình đưa sang. Và như vậy là cái tóc của mình nó rất là chắc chắn này, rất là chắc luôn. Bây giờ mình sẽ làm nốt phần bên này nhá. Làm nốt cái phần còn lại nhá. Cái phần này thì chúng ta có thể là bớt lại phần mái riêng. Bớt lại phần mái riêng nha. Phần mái thì mình sẽ lấy xéo từ cái đỉnh lông mày này đi lên này. Và cái phần này mình sẽ bớt lại để mình làm sau. Mình làm sau nha. Đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục làm cũng tương tự như bên kia thôi. Mình sẽ bện nó vào với nhau như thế này. Mình sẽ bện nó vào với nhau như thế này. Tiếp tục bện nó vào với nhau như thế này. Cả lớp học của Mai Phan ngày hôm nay kiểu đang rất là im lặng để cho cô giáo chia sẻ kiểu tóc mới cho mọi người. Lớp học của tháng 3 các bạn mới học được có mấy ngày thôi, cho nên là đang tập luyện để vẽ lông mày đẹp. Cái thời điểm này là thời điểm mà các bạn cần phải rất là chăm chỉ ấy, cho nên là các bạn ấy nhiệt huyết lắm. Bởi vì nếu mà không vẽ được lông mày thì sẽ không làm được cái gì cả. Trong make up thì sẽ có lớp nền này là quan trọng nhất này. Sau đấy là đến cặp lông mày, cặp mắt. Còn môi thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần quẹt son môi lên là đã xinh rồi đúng không ạ? Rồi Mai Phan đã rút cho nó khá là tơi rồi.
sau khi mà rút cho nó tơi rồi thì vẫn phải chú ý là cố định lại bằng gôm nhé. Cố định lại một chút bằng gôm. Chết rồi, con điện thoại để ăn đầy gôm rồi. Sau đấy chúng mình sẽ vặn nó lên nha. Chúng mình sẽ vặn nó lên này. Và cái phần bên này chúng ta sẽ chốt luôn cắm ghim vào đây. Chốt đi ngay lập tức. Chú ý là cái lúc mà chốt ghim thì chúng mình sẽ cố gắng là giấu hết cả ghim nhé. Khi mà Mai Phan làm tóc thì sẽ không bao giờ để lộ ghim đâu ạ. Hoàn toàn ghim sẽ được giấu kín hết ở bên trong. Hoàn toàn là cặp ghim được giấu kín hoàn toàn ở bên trong luôn ạ. Đó, xong rồi bây giờ chúng mình sẽ chỉnh lại khối tóc nhé. Chúng mình sẽ chỉnh lại khối tóc cho nó chuẩn và cho nó đi vào form và vừa vặn với cả khuôn mặt nhé. Sau khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta cần chỉnh lại khối tóc một chút. Nhìn vào trong gương ấy ạ, xem là cái khối như thế này nó có bị bé quá so với khuôn mặt hay là to quá so với khuôn mặt không. Nếu mà nó có sự to bé chưa đồng đều thì chúng ta sẽ kéo tóc và ghim nó ra phía sau. Nhưng chú ý là vẫn không để lộ ghim nhé. Mình vẫn hoàn toàn là không lộ ghim. Tiêu chí khi mà chúng ta làm tóc là hoàn toàn không lộ ghim các bạn trẻ nhé. Hoàn toàn không có chuyện lộ ghim ở đây. Ghim phải nằm hết ở bên trong. Bây giờ thì cái khối của nó đã rất là cân đối rồi. Mọi người nhìn thấy không ạ? Rất là cân đối rồi thì mình sẽ đi mình làm nốt cái phần tóc mái nha. Các bạn ơi nhớ là stay live stream với Mai Phan nha. Hôm nay sẽ làm mấy kiểu luôn ạ. Hôm nay sẽ chia sẻ cho chúng ta nhiều kiểu luôn. Đối với cái mái tóc này nhá thì sẽ có nhiều cách làm khác nhau. Tuy nhiên là cái tóc búi ngày hôm nay thì Mai sẽ làm cái mái nó hơi Hàn Quốc một chút. Cho nên phần mái mình sẽ test. Mình sẽ test nha. Mình test sau đấy thì mình sẽ rút. Cái test này rất là đơn giản rồi. Chúng ta chỉ test 3 truyền thống thôi. Thì sau đấy thì mình cứ lấy thêm tóc vào cho đến khi mà hết tóc các bạn nhé. Và chúng mình sẽ test hết tóc lại với nhau nha. Test hết tóc lại với nhau. Chú ý là sau mỗi một lần mà test hết lại như thế này thì chúng mình sẽ lại tiếp tục xịt gôm để bao hết cái tóc con cho nó không bị dính nhá, cho nó không bị tơi cái tóc con quá. Sau đấy mình rút. Sau đấy mình sẽ rút để cho cái tóc mái của mình nó có độ phồng phù hợp với cả gương mặt nhá. Cần có một độ phồng phù hợp với cả gương mặt. Các bạn ơi, đối với những cái tóc mà chúng ta muốn nó Hàn Quốc ấy thì cái độ rút ấy nó phải tơi nhá, phải thật là tơi này. Phồng thì sẽ phồng phù hợp với cả gương mặt nhưng mà riêng tóc thì phải tơi nhá. Tơi chứ không phải là rối nhá. Chúng mình rút cái phần bên ngoài. Ví dụ một lọn tóc này nó có 3 phần thì mình sẽ chỉ rút một phần thôi, còn 2 phần mình sẽ để nó nằm ở bên trong. Thì cái tóc của mình nó sẽ tơi và rất là tự nhiên. Chúng ta xịt gôm thì chú ý là chúng ta xịt xa ra nhá. Xịt xa, lấy hơi thôi. Chỉ cần có hơi thôi là đã đủ để cho mái tóc của chúng ta rất là tơi và rất là đẹp rồi. Mình sẽ quấn nó vào. Và mình sẽ giấu nó ở đây nhá. Giấu nó ngay ở góc này. Đó. Chúng mình nhớ là khi mà những cái tóc mà nó dày ấy, dày bên trong ấy thì mình sẽ phải dùng cặp u ghim lại thì tóc sẽ rất là mềm và không bị đau đầu của khách nữa. Sau cái cặp u thì mình sẽ chốt lại bằng một cái cặp thường nữa, nó sẽ giúp cho cái mái tóc của mình được chắc chắn hơn. Đó. Và bây giờ mình đã xong tất cả những cái phần
chỉnh tạo kiểu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chỉnh mái này. Chỉnh mái làm sao mà để cho nó tơi, nó phù hợp với cả gương mặt của khách hàng nha. Phù hợp với cả gương mặt của khách hàng này. Đó. Sau đấy thì mình sẽ xịt gôm cố định lại một lần cuối cùng nữa. Và lúc này chúng ta sẽ đi chọn đồ cài nhá. Chọn đồ cài cho nó phù hợp với cả cái kiểu tóc của chúng mình nhá. Đối với những cái kiểu tóc mà mình búi nó có độ trễ tây tây như thế này thì mình sẽ chú ý là chọn cái đồ cài làm sao mà để cho cái gương mặt của khách hàng của chúng mình nhìn sẽ trẻ trung hơn nhá. Và đồ cài sẽ ôm theo kiểu tóc hoặc là những cái chỗ nào mà các bạn lỡ các bạn để cho cái phần mà cặp ghim nó bị lộ ấy thì chúng ta sẽ cài đồ cài vào nhá. Ở đây mình có rất là nhiều loại hoa này nhưng mình cũng chưa biết chọn cái nào cả. Chắc là mình sẽ chọn cái màu hồng này đi. Cái màu hồng này đang bị hơi dư thừa. Mọi người thấy cái nào hợp ạ? À? Cái màu hồng này có hợp không ạ? À? Nó bị hơi nhiều. Mình sẽ cài một cái ít hơn. Mình sẽ cài một cái nó vừa phải hơn nhá. Mình sẽ chốt một cái đồ cài ở đây. Thì khi mình cài ở bên hông này thì nhìn từ phía trước và mặt cô dâu chúng mình cũng sẽ vẫn thấy đồ cài, và nhìn phía sau chúng mình cũng vẫn thấy có đồ cài rất là xinh và rất là trẻ. Với những cái mái tóc mà chúng ta làm nó kiểu hơi Hàn Quốc một chút, hơi hướng về Hàn Quốc, thì chúng ta sẽ chú ý là tóc sẽ phải tơi và đồ cài cũng sẽ phải mềm nhá. Đừng chọn đồ cài cứng quá nhá các bạn nhá. Mình sẽ cài hai bên. Bên gì sang bên này cho mọi người nhìn thấy rõ hơn em. Bên này mình cũng sẽ sử dụng thêm một em đồ cài nữa. Và chúng ta sẽ lấn cái đồ cài nó sâu ở bên trong một chút để nhìn cái mái tóc của mình nó được mềm hơn các bạn ạ. Mềm hơn. Đó. Mọi người có nhìn rõ không ạ? Mọi người ơi nhớ là hãy share và like và share cái live stream này cho Mai Fan nha. Để tất cả chúng ta, những bạn mà chưa có nhiều kiến thức về làm tóc thì các bạn có thể học hỏi thêm được một phần nào đấy từ Mai Fan. Và Mai Fan cũng mong muốn rằng là sẽ chia sẻ được cho các bạn nhiều những cái kinh nghiệm của mình hơn nữa. Đó. Bây giờ thì mình đã xong cái kiểu tóc búi trễ nha, tóc búi trễ cho cô dâu, rất là Hàn Quốc nha các bạn ơi, rất là Hàn Quốc. Đây nha, mình sẽ quay vào trong gương một chút vì không phải là cô dâu, không phải là đầu thật mà là đầu mannequin, cho nên là cái phần mặt đấy mọi người sẽ nhìn nó không cảm nhận được đúng như là chúng ta nhìn mặt thật đúng không ạ? Thế nha. Chúng mình vẫn nhìn rõ đúng không ạ? Cả nhà ơi, chúng ta vẫn nhìn rõ đúng không ạ? Chúng ta hãy nhớ là share livestream cho Mai Fan thật nhiều nha. Share thật nhiều nhá. Để Mai Fan sẽ lấy động lực chia sẻ mọi người nhiều hơn nữa. Nên là chúng ta sẽ tiếp tục đến với kiểu tiếp theo nhá. Với cái mái tóc này, chúng ta vẫn có thể tháo ra và biến hình cho nó thêm một cái kiểu tóc khác nữa, không phải thêm một kiểu đâu mà thêm được nhiều kiểu khác nữa đấy ạ. Mọi người có muốn xem tiếp không ạ? Mọi người có muốn Mai Fan chia sẻ tiếp không ạ? Trên hình thì nó không được đẹp như ở ngoài, không hiểu tại sao nhưng mà lên hình nó kém đẹp hơn ở ngoài các bạn trẻ ạ. Bây giờ Mai sẽ tiếp tục nha, tiếp tục làm kiểu tiếp theo. Chúng mình sẽ phăng từ kiểu này sang những kiểu khác tiếp nhá. Mình sẽ tháo đồ cài này, tháo tóc ra này. Và cái cách làm này sẽ rất là phù hợp cho các bạn mà đi đi chụp ảnh dã ngoại cho cô dâu ấy. Thì chúng mình cần phải thay tóc rất là nhanh đúng không ạ? Thế thì chúng mình khi mà cần phải thay tóc rất là nhanh thì chúng mình cần phải có những kỹ thuật
nó thật là chắc chắn để chúng mình làm từ kiểu tóc này sang kiểu kiểu tóc khác, không bị mất quá nhiều thời gian mà vẫn có một cái mái tóc thật là đẹp cho cô dâu, đúng không ạ? Mọi người chờ một xíu nhá, mình sẽ tháo hết cặp ghim ra. Chị ơi, tháo hộ em hết cặp ghim ra với. Tháo hộ em với. Cả nhà ơi, cả nhà nhớ xem livestream cho Mai Phan nhá. Nhớ xem thật nhiều nha. Nhớ xem livestream thật nhiều cho Mai Phan. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái kiểu tóc tiếp theo. Cũng sẽ rất là xinh đấy ạ. Kiểu tóc tiếp theo cũng sẽ là một cái kiểu tóc thiên về phong cách rất là Hàn Quốc. Rất là Hàn Quốc. Chải tơ cho em. Đó. Và Mai Phan, đặc biệt là khi mà làm tóc thì Mai Phan cực kỳ ít sử dụng đến gôm. Mình sẽ dùng gôm nhưng mình dùng rất là ít, mình không có dùng quá nhiều các bạn nhé. Để khi mà chúng ta thay sang những kiểu tóc tiếp theo ấy, thì nó vẫn cứ là đẹp và không bị bết tóc nhé. Mình sẽ chia sẻ thêm một kiểu tóc hết sức là đơn giản nữa. Thêm một cái kiểu đơn giản này xong thì chúng ta sẽ đến với một cái kiểu tóc. Bây giờ sau khi mà chải tóc ra mượt như thế này rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục tạo thêm một kiểu tóc nữa. Và cái kiểu này thì Mai vẫn chia sẻ với các bạn, nó sẽ tiếp tục là một cái kiểu tóc mà vẫn là cái hơi thở của Hàn Quốc. Tóc rút nhẹ nhàng nhưng mà sẽ làm với một cái công thức khác, siêu đẹp và đơn giản. Sau đấy thì các bạn nhớ là các bạn ơi hãy share livestream cho Mai nhiều hơn nữa nha. Chúng ta share livestream nhiều hơn nữa để Mai Phan sẽ chia sẻ thêm những cái kiểu tóc khác nữa. Còn rất là nhiều kiểu tóc mà Mai muốn chia sẻ tới tất cả các bạn nha. Còn rất là nhiều ạ. Cái tóc này thì mình sẽ làm với một cái công thức rất là đơn giản thôi ạ. Cái phần đỉnh đầu nha, các bạn chú ý nha, phần đỉnh đầu này. Mình lấy từ cái phần đỉnh đầu đi xuống sau gáy nhá, khoảng 5 cm nhá. Từ đỉnh đầu đi xuống khoảng 5 cm này. Sau đấy chúng mình sẽ đánh rối để cho cái đỉnh đầu này của mình nó được tròn khối tóc hơn. Chị ơi cầm của em. Nó được tròn khối tóc hơn nha. Đánh rối này. Sau mỗi một lần đánh rối thì nhớ là xịt bao lại một ít hơi gôm để cho tóc của mình nó giữ nhá. Đó. Đánh rối nha. Đánh rối cách chân tóc 3 phân nhá. Sau khi mình đánh rối xong thì mình sẽ thấy rằng là cái đỉnh đầu của mình nó tròn và nó ôm khối tóc hơn. Và chúng mình vẫn chú ý đến cái phần mái nhá. Cái phần mái các bạn rất là cần chú ý này, là tạo làm sao cho khách hàng có cái mái phù hợp với khách hàng nha. Lần này thì mình sẽ tạo một cái mái phồng nhá. Một cái mái phồng thì các bạn chú ý là mình sẽ lấy cái điểm từ 1 phần 3 cái dáng lông mày này, từ 1 phần 3 cái đầu lông mày này đi lên nha. Để mình đánh rối nhá, đánh rối cho nó phồng nhẹ lên nhá. Cái này là công thức rất là tiêu chuẩn đấy. Ngày xưa mình đi học tóc từ cái thời mà năm 2004 ấy. Lúc đấy các thầy các cô dạy cái cách mà đo với cả khối tóc ấy nó căn bản lắm. Rất là căn bản. Mình sẽ đánh rối này. Vẫn chỉ đánh rối từ phần chân tóc đi lên khoảng 3 cm thôi các bạn nhá. Đừng đánh rối nhiều quá. Độ phồng quá cao thì sẽ làm cho khuôn mặt của khách hàng chúng ta bị già đi nhá. Chú ý hộ Mai nha. Đó. Mình sẽ riêng cái phần cuối cùng của cái mái này, cái phần mà nó ngay ở trán thì chúng ta sẽ phải kéo cái tóc ngược về phía trước và mình đánh rối ngược lên như thế này thì cái mái tóc của mình nó sẽ không bị ngả cái mái ra phía sau mà cái mái nó được đẩy về phía trước như thế này thì cái tóc của mình nó mới đẹp các bạn nhé. Lúc này thì mình sẽ chỉ cần lấy cái lược mình gảy nhẹ lên thôi, lấy cái đuôi lược ấy gẩy nhẹ lên như thế này thôi là cái mái của mình đã rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Đã rất là đẹp rồi. Và bây giờ thì mình sẽ buộc hết 3 phần 4 cái mái tóc của mình vào. Mình sẽ buộc 3 phần 4 nha. Nhưng mà mình vẫn phải chải mượt hết. Mình vẫn phải chải mượt hết nha. Cái tóc này nó đơn giản lắm luôn ấy. Nó dễ lắm. Và chúng ta trước khi buộc thì nhớ là lấy lại một chút ở phần mái để cho cô dâu của mình nhé, những cái khuôn mặt mà hơi xương xương một tí thì vẫn có cái mái tóc xoăn này, điệu điệu này. Đó. Lần nữa mình sẽ cắt ngắn nó đi. Mình sẽ cắt ngắn nó đi một chút. Và mình sẽ cuốn xoăn nhé các bạn nhé.
Đó, bây giờ thì mình sẽ chải cho cái tóc. Và chú ý là khi mà tóc đánh rối rồi chúng ta sẽ chải nhẹ nhàng thôi nha. Đánh rối rồi sẽ chải nhẹ nhàng, nếu không thì cái phần mái của chúng ta nó sẽ bị ấy đấy ạ. Nó sẽ bị sụt mái đấy ạ. Đó, bây giờ mình sẽ lấy 1/3, 1/4 của cái tóc này mình bớt lại. Mình bớt lại nhé. Mình sẽ bớt lại một phần. Và bên này thì mình sẽ buộc nó vào. Mình sẽ buộc nó vào. Úi, kiểu như mình chun khác rồi. Tai nạn quá. Đứt chun, thật là tai nạn. Bây giờ mình sẽ buộc nó lại. Buộc lỏng tay nhé các bạn nhé. Đừng buộc chặt tay nha. Nhớ là tất cả những cái tóc mà chúng ta không phải là buộc cao nhé thì chúng ta chỉ buộc lỏng thôi. Còn khi nào mình cần làm đầu cao thì mình buộc lên đỉnh đầu ấy, thì mình mới cần phải buộc chặt. Và mình sẽ chia đôi cái tóc của mình ra. Đó, chia đôi cái phần trên buộc nha. Sau đấy này chúng mình sẽ lộn cái tóc vào bên trong này. Chú ý lộn nó vào bên trong này. Chúng mình bây giờ chúng mình sẽ làm gì nhỉ? Các bạn thử đoán xem là bây giờ chúng ta sẽ làm gì ạ? Các bạn đoán đi ạ. Quay gần lại một tí. Bây giờ chúng mình sẽ đoán xem là khi mà buộc như thế này rồi thì chúng mình sẽ làm gì tiếp theo. Đây ạ. Các bạn nhớ nha, đoán nha. Nếu như mà kiểu đoán đúng ấy, thì Mata sẽ dành một phần quà cho các bạn, cho cái bạn đoán đúng và đoán nhanh nhất nhé. Đoán đúng và đoán nhanh nhất nhé. Ta sẽ dành tặng cho bạn một phần quà rất là đặc biệt ạ. Có thể là một cái dụng cụ gì đấy để làm tóc, có thể sẽ là một cái dụng cụ gì đó để làm tóc ạ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Chắc là mọi người đã comment khá là nhiều rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ bắt đầu này. Các bạn ơi, chúng ta sẽ rút tóc ra nha. Vẫn là rút nha. Chúng mình sẽ tiếp tục rút này. Rút này. Rút phồng lên này. Nhớ chú ý là khi mà rút này thì chúng ta sẽ xịt gôm luôn. Nếu không thì nó sẽ không giữ được. Nó sẽ không thể giữ được. Dù là tóc thật hay là tóc canh thì chúng ta vẫn phải xịt gôm luôn. Có thể là khi mà lên tóc thật có một số những cái tóc tơ nó mềm thì các bạn xịt gôm xong các bạn phải sấy luôn nhé. Các bạn sấy luôn cho nó chắc ăn. Đó. Sau đấy mình tiếp tục rút tiếp này. Rút nha. Rút từ từ nha. Mình chỉ rút phần bên ngoài thôi nhá. Chú ý nhá. Tơi ra. Tơi nhưng mà vẫn phải rõ lọn tóc ạ. Thì tóc của chúng mình sẽ đẹp. Mọi người có đang nhìn rõ không ạ? Mọi người nhớ là chúng mình hãy share livestream thật là nhiều nha. Bởi vì cái livestream ngày hôm nay sẽ là một cái livestream rất là bổ ích đấy ạ. Quay sang bên này cho mọi người nhìn rõ hơn không em? Chị sợ quay bên đấy khuất quá. Xa cho một tiếng luôn. Đó, mình sẽ rút từng phần một nhá. Phần bên này phồng rồi này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ rút nốt phần bên còn lại nhá. Chú ý là buộc tóc lỏng thì mới rút được nha. Nếu mà buộc tóc chặt là thôi đấy, khỏi rút luôn đấy. Đó, mình sẽ rút cho nó phồng từ từ các bạn nha. Xì lôm vào đã. Lâu lâu mình có một buổi đứng để chia sẻ tóc như này, cảm thấy rất là vui mọi người ạ. Mình sẽ làm chậm một chút để cho mọi người nhìn thấy rõ hơn nhé. Mọi người sẽ nhìn thấy rõ hơn khi mà mình làm chậm. Ok, phần này chúng ta có thể gọi là tạm rút xong. Mình sẽ xịt gôm lại. Đó. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình tết nốt cái phần đuôi. Phần đuôi này thì mình sẽ tết nó vào với nhau. Hoặc là mình không cần tết đâu, mình vận nó vào với nhau cũng được.
bận nó vào với nhau thế này cũng được ạ. Miễn là chúng ta làm sao để chúng ta có thể giúp nó tơi ra thì chúng ta sẽ bận nhá. Mình sẽ tiếp tục rút nó nha. Rút nó tơi ra thì nó sẽ trẻ nhá. Mà không tơi nó sẽ bị già. Các bạn có thể lấy một cái chun để chốt ở đây. Nếu không có chun như Mai Phan bây giờ đang không nhìn thấy chun đâu là Mai sẽ cứ thế là Mai vận lên đấy ạ. Không có chốt trước gì hết đâu ạ. Cứ thế là đưa lên rồi đấy ạ. Thiếu tơi thì chúng ta lại rút ạ. Cái phần ngáy này là cái phần mà khách hàng chúng ta rất là ít tóc nhá. Nên chúng ta sẽ chú ý rằng là khi mà chúng ta lấn cái tóc vào gáy này này thì chúng ta nhớ là cái cặp ghim của mình ấy, mình sẽ lựa nhẹ tay để cho khách hàng chúng ta không bị đau cái phần gáy nhá. Với cả phần này thì chúng mình sẽ nhắc khách hàng cúi xuống một chút. Con mang nơ canh có cúi được không nhỉ? Thử ấn nó xuống thì nó cúi nhá. Đó. Chị khách ơi, chị cúi xuống nữa. Đúng rồi, khách hàng là Mai Phan sẽ nhờ khách cúi mà. Cúi đầu kẻo gương miệng sẽ rơi. Mình sẽ hoàn toàn là cài ở cái phần gáy ở bên dưới này. Và khách hàng cũng sẽ không nhìn thấy ghim. Chúng ta không ai nhìn thấy ghim cả. Hoàn toàn được giấu ở bên trong. Sau đấy thì mình sẽ lấy nốt phần này. Chúng mình có thể xịt thêm một chút gôm và rút cho cái tóc nó tơi hơn. Nếu mà là tóc thật thì nó mềm hơn thì các bạn sẽ lấy máy sấy nhá, bạn sấy cho nó cứng luôn chỗ này lại nhá. Sấy cho cứng lại luôn này, sau đấy mình sẽ lấn nó vào bên trong. Lấn nó vào bên trong. Đó. Và vừa che luôn cái chun này đi luôn này. Và chúng ta lại tiếp tục sử dụng cặp ghim. Mình không có dùng quá nhiều cặp ghim đâu nhá. Nhìn như thế thôi nhưng từ nãy giờ mình chưa dùng đến 10 cái cặp ghim đâu ạ. Và cả một cái đầu này chúng ta sẽ chỉ dùng đến khoảng 12 cái cặp ghim là đủ đấy. Phần này thì nó hơi mỏng đuôi một chút nên mình sẽ ghim hai cái tóc này lại với nhau và chui cái cặp ghim nó vào trong cái nếp tóc trên. Vậy là không ai nhìn thấy cặp ghim của mình đâu, mà tóc của mình hoàn toàn được giấu vào đây rồi. Cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa xong hoàn toàn mái tóc đúng không ạ? Nhưng mà mọi người thấy như thế nào? Mọi người thấy có ổn không ạ? Quan trọng là tóc của chúng ta phải tơi nó mới trẻ nhá. Tơi thì khi mà chụp lên hình nó cũng sẽ không bị bết. Chúng mình nhìn rõ không các bạn ơi? Các bạn comment nhiều hơn nữa đi ạ. Các bạn đừng có mải xem quá mà không comment nha. Không comment là cái livestream của Mai Phan sẽ bị kém đi cái sự tương tác đấy ạ. Cho nên là các bạn hãy ủng hộ Mai Phan nhiều hơn nữa để Mai Phan sẽ có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn nữa cho các bạn những kiểu tóc mới nha. Bây giờ thì đây là 1/4 số tóc còn lại. Chúng ta sẽ tiếp tục vặn nó vào với nhau nhé. Mình chỉ vặn thôi nhé. Mình sẽ chỉ vặn thôi này. Vặn thôi này. Sau đấy thì mình sẽ xịt gôm nhé. Tóc con sẽ nằm hết vào đây. Và chúng mình sẽ rút. Mình lại tiếp tục rút từng chút một. Mấy cái tóc rút này nó rất là trẻ các bạn ạ. Mà năm nay là cái năm vô cùng hot trend. Dù mình làm tóc kiểu Tây hay là kiểu nó châu Âu hay là kiểu nó Hàn Quốc ấy, thì cũng đều dùng đến cái kỹ thuật rút tóc rất là nhiều. Các bạn trẻ hãy cập nhật ngay nha. Chúng mình sẽ cập nhật ngay nha các bạn. Một cái công thức mà làm tóc rất là dễ. Mỗi một ngày thì Mai Phan sẽ bỏ ra 1 tiếng đồng hồ để mình xem video. Mình hay xem những cái trang nước ngoài của các bạn blogger nước ngoài ấy. Và nó có nhiều cái hay lắm các bạn ạ. Mình sẽ áp dụng được trong công việc của chúng mình rất là nhiều đấy. Mình sẽ ghim nó lại. Giờ này các bạn đang làm gì ạ? Mình không biết là giờ này là giờ nào nữa, không biết là trưa, sáng trưa chiều tối ra sao nữa.
cả ngày cứ hết khách hàng thì lại lúi húi lên dạy học viên, cho nên là không biết giờ này là giờ nào nữa. Giờ nào thì các bạn cũng hãy ủng hộ Mai Fan nhá. Nhớ là nếu mà đang ăn cơm thì cũng ấn nút share một lần, hoặc là đang làm gì đấy thì cũng ấn nút share ủng hộ Mai Fan một lần nhá. Đừng có chỉ mãi xem thôi là mình sẽ rất là buồn đấy. Mình không vui đâu. Bởi vì mình đang chia sẻ cho các bạn miễn phí rất là nhiều những kiến thức và những kinh nghiệm của mình, nên mình cũng hy vọng mình sẽ nhận lại được tình cảm của mọi người bằng cách là mọi người share livestream giúp Mai Fan. Cái phần cuối này nhớ là nhắc khách hàng chúng ta cúi đầu xuống thì chúng ta làm sẽ rất là dễ. Cúi đầu xuống, sau đấy thì mình sẽ ghim nốt số tóc còn lại. Bây giờ thì mình đã xong kiểu tóc thứ hai nhá. Rất là nhanh và rất là đơn giản đúng không ạ? À, chúng ta còn chỉnh lại mái một chút nữa. Chỉnh lại mái một xíu xíu là xong. Rất là Hàn Quốc nha. Mình quay ra phần mái đi em, cho mọi người nhìn. Phần mái thì chúng mình sẽ rút lại cái tóc mái một chút. Chút xíu thôi. Sau đấy thì chúng mình sẽ đặt đồ cài. Mình nhớ là cái phụ kiện để mà cài tóc cũng rất là quan trọng đấy ạ. Khá là quan trọng luôn. Chúng mình đã có ngay một cái mái cao rất là xinh. Nếu mà các bạn đi cô dâu ngoài trời nhá, các bạn chỉ tập trung làm thôi, các bạn không cần phải tránh máy quay để cho mọi người còn nhìn được ấy, thì sẽ làm rất là nhanh, nhanh hơn Mai Fan đang làm rất là nhiều. Vì Mai vừa làm nhưng Mai vẫn phải vừa tránh cái điện thoại để còn mọi người còn xem được livestream của Mai Fan, còn nhìn thấy kỹ thuật mà Mai đang làm. Bây giờ mình sẽ cài đồ cài rất là xinh xắn cho mái tóc này. Mái tóc này thì chúng ta có thể cài những cái đồ cài mềm mềm, vẫn là những cái đồ cài mềm mềm một chút, mềm mềm một chút nha. Mình sẽ lấn một chút về phía trước này, còn lại một phần thì chúng ta sẽ để ở phía sau này. Đây nha, mình sẽ cài đồ cài vào đây, rất là xinh phải không ạ? Đó, mình chốt một cái cặp ghim lại đã. Chụp ảnh cho chị với. Không, mình thay kiểu sau mà mình không chụp được nữa. Đó. Sau đấy cái phần còn lại này mình sẽ đưa về phía trước. Đưa về phía trước. Thì cô dâu của mình lúc nào cũng sẽ rất là trẻ. Từ cái cách cài đồ cũng rất là quan trọng các bạn nhé. Khi mà chụp ảnh phía sau hay là chụp ảnh phía trước, hoặc là mọi người có thể ngắm cô dâu hết từ trước ra sau đều thấy là đẹp đều nhá. Cái khối đầu cũng phải đều các bạn ạ. Khối đầu cũng phải cân đối. Sau đấy thì chúng mình phải cân đối cái khối đầu của khách hàng, xong chúng mình mới đi cài đồ cài các bạn nhá. Đồ cài sẽ điểm thêm cho mái tóc của mình nhìn sẽ xinh hơn. Bây giờ thì Mai Fan đã hoàn thành kiểu tóc thứ hai, và hy vọng là cái kiểu tóc này sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều. Và các bạn ơi, các bạn nhớ nha, các bạn nhớ là hãy rất là xinh phải không ạ? Mình làm xong rồi, mình đã xong kiểu thứ hai một cách rất là nhanh chóng rồi ạ. Mọi người nhìn rõ không? Cả nhà ơi, cả nhà nhìn rõ không? Cả nhà ơi, tất cả các bạn đang xem livestream của Mai Fan nha. Các bạn hãy để lại những comment. Các bạn đang xem livestream của Mai Fan nha. Các bạn hãy để lại comment nha. Để lại những comment mà các bạn cảm thấy rằng là mình đang gặp những cái khiếm khuyết về make up, hay là gặp rất là nhiều những cái khuyết điểm về make up với cả làm tóc. Thì Mai Fan khi mà có thời gian nhất định, Mai Fan sẽ livestream để chia sẻ với tất cả các bạn về những cái kinh nghiệm của mình nhá. Và hy vọng rằng là những cái kinh nghiệm của mình sẽ giúp ích được
cho mọi người rất là nhiều. Cả nhà ơi, chúng ta có tiếp tục muốn Mai Phan chia sẻ tiếp một kiểu tóc thứ ba nữa không ạ? Mỗi một kiểu tóc chúng ta làm, khi mà chúng ta nắm được cái kỹ thuật nó thật sự rất là chắc chắn rồi thì chúng ta sẽ làm rất là nhanh các bạn nhé, không bị mất nhiều thời gian nữa, sẽ rất là nhanh luôn. Và Mai Phan cũng hy vọng rằng là khi mà các bạn làm cho khách hàng ấy, các bạn hãy chú ý là việc quan trọng của chúng ta là cần phải nắm được gương mặt của khách hàng đấy đang có khiếm khuyết gì, mình cần phải sửa cái gì, cần phải đẩy cái gì, kéo cái gì xuống, đẩy cái gì lên. Thì khi mà chúng ta có những kiến thức như thế thì chúng ta sẽ chắc chắn là chọn được cho khách hàng một cái kiểu make up cũng như là một kiểu tóc rất là xinh ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nha, tiếp tục đến với kiểu các bạn đã ngắm rất là kỹ rồi đúng không ạ? Các bạn đã ngắm rất là kỹ kiểu tóc này rồi đúng không ạ? Bây giờ thì Mai Phan sẽ tháo ra và chúng ta sẽ tiếp tục đến với kiểu tóc tiếp theo nha. Còn máy sóng nước ở đây chưa nhỉ em ơi? Nhờ ai nhỉ? Hà ơi, Hà giúp chị một tí xuống dưới lấy chị cái máy cuốn xoăn sóng nước với. Cho mẫu về hết rồi đúng không? Vâng ạ. Ừ, bảo Liên. Bảo Liên nhá, Liên lấy cho chị Mai cái máy cuốn xoăn sóng nước nhá. Các bạn trẻ ơi, bây giờ nha, chúng ta sẽ đến với kiểu thứ ba nhá. Mỗi một kiểu tóc mà Mai Phan thay đổi từ kiểu nọ sang kiểu kia nó sẽ rất nhanh và rất đơn giản. Và chúng ta hãy cố gắng là nắm được những kiến thức căn bản về làm tóc thật là tốt để chúng ta sẽ có được những kiểu tóc đẹp và thực hiện nó một cách rất là nhanh chóng. Bây giờ đến kiểu tóc sóng nước nhá. Thông thường nếu như mà chúng ta làm tóc sóng nước ngay từ lúc đầu tiên thì cái mái tóc của mình nó đang rất là trơn và cái độ xoăn và độ sóng nó sẽ không giữ được lâu. Nhưng mà khi mà chúng ta đã đi chụp cho cô dâu cả một ngày, chúng ta đã thay một hoặc là hai kiểu tóc rồi, thì trong cái tóc này nó đã có sẵn gôm, sẵn keo rồi. Chúng ta sẽ làm cái kiểu tóc xoăn sóng nước này sau cùng thì cái mái tóc của cô dâu sẽ rất là dễ xoăn và chúng ta làm cực kỳ nhanh luôn các bạn nhé. Chúng ta sẽ làm cực kỳ nhanh luôn. Bây giờ mình sẽ trải mướt hết ra nha, mướt hết cái mái tóc ra này. Khi mà chúng ta đến với kiểu tóc xoăn sóng nước cũng như những cái kiểu kia, cái cơ bản lúc đầu tiên là chúng ta cần phải chia mái trước nhé. Chúng mình chú ý này, xem là cái gương mặt của khách hàng của chúng mình sẽ phù hợp với cái mái như thế nào nha. Cái mái rất là quan trọng ạ. Chúng mình sẽ phù hợp với cái mái như thế nào và chúng mình phải chia luôn mái nha. Chia luôn mái này. Mình vẫn tiếp tục chia một cái mái ngôi với ngôi 73 nhá. Ngôi 73 là ngôi mà chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất đấy ạ. Ngôi 73. Ngôi 73 này. Và khi mà chia xong rồi, mình vẫn phải chải mượt tóc ra đã. Mình vẫn phải chải mượt tóc ra đã này. Và mình sẽ sử dụng cái phần tiếp tục từ cái phần đỉnh đầu đi xuống đỉnh đầu nha, đúng đỉnh đầu nha, đi xuống dưới gáy, nhưng mà chúng ta sẽ đi theo hướng xuống dưới gáy và đánh dối cho mình từ đỉnh đầu đi xuống đây khoảng 7cm nhé. 7cm là vừa đủ ạ, để tạo độ phồng cho cái khối tóc của mình các bạn nhé, tạo độ phồng cho khối tóc của mình. Tạo độ phồng. Chị cầm hộ em với. Không có kẹp vịt, mình cầm hộ em cho nhanh. Mình sẽ chia ra này, chia mỏng từng lớp ra này. Chờ chị tí, chờ chị tí. Chờ chị tí. Đứng đây chơi luôn. Mình chia này và mình đánh rối này. Chú ý này, mình sẽ đánh rối từ cái phần chân tóc nó rối lên trên 3cm nha. Sau đấy mình xịt gôm cho cái chân tóc chắc lại đã. Và chúng ta sẽ tiếp tục chia tiếp cho đến khi mà hết tóc. Thủy ơi, Thủy chờ chị mấy phút nhá. Sắp xong rồi chị live stream nốt là xong. Chị cao lâm đi. Cao lâm hơn Thủy ạ. Trẻ nhỉ? Trẻ mà, ít tuổi mà lấy chồng sớm mà. Đó, cuối cùng này. Đây là cái lớp cuối cùng rồi nha. 7cm thì mình sẽ chia ra làm 3 lớp. Và đánh rối thì sẽ chỉ rối ở bên trong này thôi, còn bên ngoài nó sẽ phải mượt các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy không? Khi mà mình đánh rối này, bên trong này rất là rối, nhưng mà mình kéo cái tóc này xuống thì các bạn nhìn bên ngoài tóc của mình rất là mướt nhá. Đó. Cái phần này cũng quan trọng đấy ạ. Chứ nếu mà cứ rối tung rối mù hết ở lên là chúng ta sẽ không làm được cái gì các bạn.
mình sẽ không làm được gì cả nếu như nó rối tung rối mù lên. Đó, bây giờ thì mình sẽ trải cái tóc xuống cho nó ôm theo cái khối đầu. À, và chúng ta tiếp tục tạo kiểu phần mái nhá. Phần mái này. Phần mái thì mình sẽ để ngôi 73 đúng không ạ? Chúng mình sẽ đánh rối cho cái phần giữa cái điểm trán này của khách hàng chúng mình phồng lên nhá. Phồng lên này. Quay sát cho mọi người nhìn em nhá. Phồng lên này, xịt gôm. Giữ lại một chút. Tiếp theo này. Bị rơi lượt thế nhỉ? Hôm nay làm sao ấy? Như là mọi người kiểu xem đông mà comment ít là bị kiểu hơi run run ấy. Cứ rơi lượt hoài. Mình sẽ đánh dối cái phần này. Các bạn có biết là mình đánh dối bao nhiêu không? Đây nha, cái phần trán này nếu mà chúng ta cứ đánh dối đều ra đây thì sẽ không bao giờ đẹp. Chúng ta chỉ đánh dối cái phần giữa trán thôi ạ. Giữa trán, có nghĩa là từ hai cái phần đầu lông mày này nha. 1/3 của cái đầu lông mày này đi lên là chúng mình sẽ đánh dối đấy. Đó, chứ không phải đánh dối nhiều nha. Đánh dối nhiều là sẽ hỏng bét luôn. Nó không còn là khối tóc nữa mà nó sẽ thành một cái khối bè tè lè ra. Đấy, sau đấy thì mình sẽ trải xuống này. Bây giờ mọi người nhìn thấy là mình muốn lật mái xuống thì muốn lật xuống thì lật xuống, muốn lật lên thì chúng mình sẽ lật lên. Rất là dễ đúng không ạ? Rất là dễ. Và cô dâu lúc nào cũng có một cái mái rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ nắm chặt cái chỗ này lại để trải cái tóc ở đây nó mượt ra đã. Sau khi mà chúng ta trải mượt ra rồi thì lúc này mình sẽ đi cuốn xoăn nhá. Chúng ta vẫn còn một bước nữa trước khi cuốn xoăn nha các bạn trẻ ơi. Bước này vô cùng quan trọng nha. Chúng mình sẽ sử dụng một cái keo bóng. Chúng ta sẽ vuốt vào cái phần chân tóc nhá. Chúng ta sẽ vuốt vào cái phần, đây là ngọn tóc chứ nhỉ? Ngọn tóc, đúng là mình không phải là chuyên gia làm tóc. Và đây mình đang chia sẻ bằng kinh nghiệm nha các bạn trẻ. Kinh nghiệm cho nên là mình còn đang kiểu bị nói lộn giữa chân tóc và ngọn tóc đây này. Nhưng mà các bạn nhìn là các bạn sẽ hiểu đúng không? Chúng ta sẽ vuốt keo bóng vào cái phần ngọn tóc để cho cái tóc của mình nó có độ bóng. Nó có độ bóng và khi mà cuốn xoăn sóng nước lên thì tóc của mình sẽ rất là bóng và rất là đẹp. Sau đấy này, mình sẽ chia tóc ra nha. Tùy theo độ dày để chia tóc nhé các bạn nhé. Với cái tóc này mình chỉ chia làm hai thôi. Nó không quá dày. Mình sẽ chỉ chia làm hai. Chia ôm theo khối oval của cái đầu của mình. Sau đấy mình sẽ bắt đầu quấn. Nhiệt để mà chúng ta quấn cho cái tóc trên đầu mano canh này chúng ta sẽ quấn 180. Còn đối với nhiệt mà chúng ta quấn ở trên đầu tóc thật thì chúng ta phải quấn 220 nó mới đủ độ xoăn nhé các bạn nhé. Không là nó không đủ độ xoăn đâu. Chúng mình sẽ úp cái trục xuống nha. Và vặn tóc này. Chú ý là lúc quấn xoăn này mình sẽ vặn tóc nhẹ này. Khi mà các bạn vặn tóc nhẹ như thế này và quấn vào trong cái máy thì chúng ta thả ra sẽ thấy là cái sóng tóc của mình rất là bóng. Cái sóng tóc của mình vô cùng bóng luôn. Còn nếu như chúng ta chỉ quấn xoay bình thường thôi nó sẽ không bóng được. Cả nhà thấy có đúng không ạ? Đã bao nhiêu bạn đang xem live stream của Mai Phan mà gặp phải cái trường hợp là muốn làm tóc xoăn sóng nước nhưng mà khi mà mình quấn xoăn thì nó cứ bị kiểu thả ra nó bị sơ là thứ nhất. Thứ hai là cái xoăn nó bị bé và nó không bóng. Đúng không ạ? Có rất là nhiều bạn rơi vào trường hợp đấy đúng không ạ? Sau đấy này, khi mà cái tóc của mình nó bốc hơi lên hết rồi thì chúng ta sẽ thả ra nhá. Đừng có để là bốc không còn tí hơi nào mà máy vẫn nằm ở trong tóc là tí bỏ ra là nó rụng không còn cọng nào đâu đấy ạ. Cái hơi nó bốc lên nó sẽ là cái hơi gì ạ? Sẽ là cái hơi mà từ gôm và hơi từ keo bóng. Chúng ta chú ý này, tất cả tóc sẽ đều được quấn cụp, quận tròn vào với cái máy của mình nha. Đó. Và chịu khó chờ một tí. Khi mà chúng ta muốn quấn xoăn sóng nước đẹp thì chắc chắn nó sẽ hơi lâu hơn so với cả quấn xoăn bình thường. Bởi vì cái tóc xoăn sóng nước là mình sẽ có cái độ vặn nhẹ, cho nên là cái tóc mà quấn vào trong cái lô máy này này nó sẽ dày hơn. Chính vì thế cho nên là sẽ lâu hơn một chút các bạn nha. Lâu hơn một chút thì nó mới có thể xoăn. Mình sẽ tiếp tục. Ừ,
lâu hơn một xíu thì nó mới xoăn, chứ nếu mà kiểu quấn thả ra nhanh quá nó không đủ xoăn đâu ạ. Kiểu vội cũng không được ấy. Mà chính Mai Phan bây giờ đang vội đây này. Tí phải đi làm à, khách đến make up bây giờ mà vẫn còn đang live stream. 15 phút nữa khách đến rồi mà mình vẫn còn đang miệt mài live stream. Cả nhà ơi nhớ nha, nhớ share live stream nha. Nếu mà live stream ngày hôm nay mà không được 100 lượt share thì lần sau Mai sẽ không hướng dẫn mọi người làm tóc nữa đâu. Ít nhất là phải được 100 lượt share thì lần sau mới có động lực để hướng dẫn mọi người làm tóc. Còn không là không có động lực để hướng dẫn làm tóc nữa đâu ạ. Mà những cái kỹ thuật làm tóc của Mai Phan ấy là Mai đã tích lũy kinh nghiệm từ rất là lâu rồi. Mình làm rất là lâu rồi và mình mới tích lũy ra được cái kinh nghiệm như thế để chia sẻ với mọi người. Mặc dù mình cũng chẳng phải là một chuyên gia làm tóc, nhưng mà mình chắc chắn, dám chắc chắn với các bạn rằng là cái kỹ thuật làm tóc này sẽ giúp cho mọi người làm được tóc rất là nhanh và lại còn rất là đẹp nữa. Chờ nhớ nhá, chờ cho nó bốc hết hơi lên rồi nhả máy nhá. Khi mà chúng ta vuốt dầu bóng vào tóc ấy thì nó sẽ như nào nhỉ? Nó sẽ có độ ẩm nhiều hơn so với cả mình để tóc bình thường mình quấn. Nhưng mà khi mà nó có cái độ ẩm nhiều hơn như thế này, nó không phải là độ ẩm bằng nước mà nó là độ ẩm bằng dầu bóng, thì nó sẽ làm cho cái tóc của mình bóng và giữ được xoăn lâu hơn các bạn nhé. Bóng và giữ được xoăn lâu hơn. Đó, tí nữa trải ra các bạn sẽ thấy chúng mình sẽ có một cái mái tóc nó bồng bềnh, rất là bồng bềnh và sóng rất là đẹp nữa. Nhớ là chúng ta sẽ chỉ quấn xoăn đúng một chiều thôi nhé. Muốn quấn ngửa thì quấn ngửa, mà muốn quấn cụp thì quấn cụp, nhưng mà chỉ quấn một chiều thôi, đừng có quấn nhiều chiều là sẽ không ra được sóng nước đâu nha. Ngày hôm nay thì Mai Phan xin phép là chỉ tập trung để làm tóc thôi nhá. Cho nên là sẽ bỏ qua cái màn chào hỏi và trả lời comment cho ngày hôm nay. Tất cả những comment của các bạn sẽ được trả lời lại bằng comment của Mai Phan nha. Mai Phan sẽ comment lại từng comment một của các bạn để trả lời những câu hỏi của các bạn nhé. Và Mai sẽ chắt lọc tất cả những comment của các bạn về những cái kiến thức mà các bạn đang còn thiếu, để Mai tiếp tục làm một cái live stream tiếp theo chia sẻ cho các bạn về cái kỹ thuật làm tóc cũng như là kỹ thuật trang điểm nhá. Ai đang giãn lên dây của chị? Quấn xoăn như này rất là nhàn phải không mọi người? Không bị vận máy to tay ra. Mà bình thường cứ phải xoay xoay cái máy này đến nỗi mà nó bị rít hết cả chục máy lại. Và rất là khổ nữa chứ. Chúng ta quấn theo cách này thì chúng ta quấn nhàn hơn. Nhàn hơn một chút. Nó có lâu hơn so với cả chúng ta quấn tóc kiểu kia, nhưng mà thật ra thì cũng không lâu lắm đâu ạ. Bởi vì cái mức độ lâu này thì chúng ta cũng chỉ đến khoảng tầm 15 phút là chúng ta xong một cái tóc xoăn sóng nước thôi. Mà với 15 phút mà xong một cái tóc xoăn sóng nước đẹp thì đó là một cái thời gian lý tưởng để cho chúng ta tạo một kiểu tóc cho cô dâu đẹp đúng không ạ? Sắp xong rồi cả nhà. Cả nhà ơi, tất cả các bạn đang xem live stream ơi, ngày hôm nay nhớ là chúng ta hãy comment tất cả những cái câu hỏi mà các bạn đang cảm thấy là mình còn thiếu sót trong cái việc mình tạo kiểu tóc cho cô dâu. Tất cả những cái câu hỏi mà các bạn cảm thấy rằng là nó thực sự cần thiết cho các bạn thì Mai Phan sẽ, sau khi kết thúc live stream, Mai Phan sẽ dành ra một tiếng đồng hồ ngồi để trả lời comment của mọi người. Và các bạn nào mà cần hỏi sâu hơn nữa thì các bạn có thể inbox cho Mai Phan. Chúng ta có thể inbox cho nhau để nói chuyện nhiều hơn nữa. Em đứng xuống đi. Chị vướng đi. Buồn cười. Hôm qua ngồi xem live stream của một cái bạn mà các bạn bán hàng online ấy. Các bạn chứ. Buồn cười lắm ấy. Xem livestream bạn bán hàng online, bắt đầu mở màn nó phát là
Xin chào tất cả mấy mấy thằng mặt nọ nhá, mấy con mặt kia nhá. Đứa nào vào mua hàng thì vào đi nhá. Mà đứa nào không mua hàng thì đi lướt đi ra cho ta bán hàng nhá. Ôi, kiểu xem livestream mà thấy rằng là vừa bán hàng vừa chửi, mà không hiểu tại sao mọi người vào xem đông mà càng chửi mọi người càng vào xem đông chứ. Mua nhiều cũng bị chửi chứ. Có hội bạn để bán hàng quần áo mà. Thì cái anh này anh con trai nhưng mà anh lại bán hàng quần áo. Thế là con bé này nó mua một cái mã đấy, nó mua tận mấy cái liền ấy. Thế là ông bảo chứ có mà lồn kia mua đéo thì mày mua lắm, thế mày mua ít thôi mà để cho người khác mua với. Xem xong mà cười 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 đến cười lăn cười bò ra, buồn cười lắm chị ạ. Xem em ngồi, có nghĩa là buổi tối tối nào em cũng nằm lên xem livestream mấy cái live bán hàng kiểu mấy ông hài hài vui vui để em hay xem ấy. Tối nào em cũng nằm em xem đến khoảng 11 rưỡi em mới đi ngủ. Em xem mà em cắm tai phone xong em xem cứ thế em khúc khích em cười cho ông chồng ấy, phải chứ như con ma điên ấy, đêm rồi không đi ngủ đi cứ nằm Xem xem xong rồi cười. Mà xem kiểu kiểu như là được xả stress ấy, xem buồn cười lắm. Không bao giờ mình nói được như thế ấy. Học cũng chẳng học được ấy. Mà sao các ông này nói siêu thế? Ôi, chế long còn chưa là cái gì cơ em ạ. Xem buồn cười lắm. Chế long còn chưa là cái gì. À, chia sẻ thêm một chút về cái phần mái nhé. Chúng ta chú ý là phần mái thì các bạn đừng kéo ra phía trước quấn nhé. Mà chúng ta sẽ trải trải cái tóc mái ra phía sau này. Chú ý này. Trải cái tóc mái ngược ra phía sau này. Sau đấy thì chúng ta sẽ chia nó có một cái độ mỏng vừa phải. Để chúng ta quấn thì cái mái tóc khi mà mình trải về phía trước nó sẽ đẹp hơn các bạn ạ. Nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Cái này là kinh nghiệm đấy. Chứ còn nói thật là ngày xưa đi học làm tóc cũng chẳng được học đâu ạ. Cô giáo cứ dạy quấn là quấn thôi, lao đầu vào quấn. Quấn như điên như dại, tóc xoăn là thấy vui lắm rồi. Làm gì biết đúng chiều với xuôi chiều. Cho nên là khi mà chia sẻ lại cho các bạn thì mình rất là mong muốn rằng là các bạn hãy lưu cái video này lại và các bạn có thể mở ra để mình xem lại và mình thực hiện lại những cái kỹ bước kỹ thuật giống như của Mai Phan để mình có được một mái tóc đẹp nhá. Nở à? Đúng không? Chị đang xem một nở đúng không? Nở nở nở. Nở buồn cười lắm. Nhiều livestream bán hàng buồn cười á. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn một lọn tóc cuối cùng thôi các bạn trẻ ơi. Và hình như cái mái tóc này chúng mình mất khoảng tầm 15 phút đấy nhỉ. Đến 15 phút không em? Đến Phải, chúng 15 ta phút. phải mất khoảng 15 cho Hơn đến 15 phút. 20 phút. Bởi vì chúng mình còn phải làm gì nhỉ? Đánh rối để tạo cái form đầu trước này. Sau đấy đánh rối phần phần mái và phần đỉnh. Xong rồi chúng mình mới cuốn xoăn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ trải ra nha. Chúng mình sẽ trải nha các bạn ơi. Chúng mình sẽ trải được kia đi cho đỡ rụng tóc. Mọi người thấy rằng là cái sóng của nó rất là nóng đúng không ạ? Nó rất là nóng. Nóng với sóng tóc của mình. Và cái tóc nó cũng sẽ rất là bóng khi mà chúng ta có sử dụng dầu bóng nhá. Cái phần mái này thì chúng mình cứ trải hết ra phía sau nhá. Sau đấy thì các bạn sẽ cắt lại một nửa tóc nhá. Chú ý là trải trong xịt gôm đã này. Xịt gôm để bao lại cho cái tóc của mình. Nó giữ nếp. Nó giữ nếp này. Sau đấy thì chúng mình sẽ cắt lại cái tóc, một nửa tóc để đưa ra phía trước. Nếu như chúng ta mong muốn là sẽ có một phần tóc ở đằng trước, nhưng mà vì đây nó là mannequin nên là mình cũng không biết đưa vào đâu nữa. Nửa vai gì mà định. Thường là mình sẽ cho về phía trước như thế này. Đó. Thì cô dâu của mình sẽ có một cái mái tóc xoăn sóng nước rất là bồng bềnh và rất là đẹp nữa. Mình sẽ chải như thế này. Nếu mà các bạn mà xem livestream mà Mai Phan đang làm tóc cho cô dâu thực tế thì mọi người sẽ thấy là Mai rất là hay trải một nửa tóc ra phía trước như thế này.
để cho nó vào một cái nếp sóng chứ không bị nhiều nếp sóng nhá. Nhưng mà làm trên em canh này thì đúng thật là trả ra phía trước khó thật. Và cái phần này mình luôn luôn vén nó vào tai một chút. Sau đấy thì cái mái này mình mới đẩy ra. Cái mái này mình mới đẩy ra. Đẩy ra. Đó. Thì mình sẽ thấy là cái mái tóc của mình nó rất là ôm ấy. Rất là ôm ấy. Và chú ý là chúng ta sẽ có xịt rôm ở đây nhá. Xịt rôm một phần ở chỗ chân tóc ở trán này. Xịt rôm một phần tai này. Đó. Sau đấy thì mình sẽ tiếp tục chải nốt bên này. Và phần bên này sẽ là phần mình ghim nhé. Mình sẽ ghim phần bên này lại một chút. Và mình sẽ cài một cái đồ cài gì đấy thật là xinh xắn. Ngay lúc này ở đây thì hình như là mình chưa có cái đồ cài nào hợp, nhưng mình cứ cài tạm một cái để cho mọi người hình dung ra được nha. Mình sẽ cài một cái đồ cài rất là xinh ở đây. Đó. Thì cô dâu của mình nhìn sẽ rất là dễ thương. Vô cùng dễ thương. Đây là đồ cài tạm thời thôi nha. Còn chúng ta hãy lựa cho cô dâu những cái đồ cài thật là xinh và phù hợp với cả gương mặt cô dâu nhé. Và những cái mái tóc như thế này thì cô dâu chụp hay cô dâu cưới hay cô dâu làm cái gì cũng hợp. Đây là một mái tóc mà mặc áo dài hay mặc áo cưới đều rất là hợp các bạn ạ. Đều rất rất là hợp. Đó. Rất là trẻ, rất là xinh. Cực kỳ trẻ luôn ạ. Thông báo mọi người rằng là nếu như chúng ta quấn bằng tóc thật thì sẽ bóng hơn là quấn bằng tóc manu canh nhé. Sẽ bóng hơn rất là nhiều đấy ạ. Tóc manu canh thì mình đã quấn nhiều lần quá rồi nên nó hơi sơ một chút. Và em này bây giờ em cần phải đi gội. À, mọi người ơi, chúng mình ngắm kỹ lại một lần cuối nhé. Chúng mình sẽ ngắm kỹ lại một lần cuối cùng này. À, đây là mái tóc xoăn sóng nước mà mình vừa mới chia sẻ với mọi người là những cái kỹ thuật để mà mình quấn ý, nó rất là đơn giản đúng không ạ? Đây, mọi người nhìn thấy rõ không? Chúng mình nhìn thấy rõ không ạ? Rõ đúng không ạ? Mình đang quay qua gương. Đó, mình đang quay qua gương và mọi người sẽ nhìn thấy rất là rõ, đúng không ạ? Mà không rõ thì mình cũng vẫn cứ quay. Rất là xinh nha. Đây, phía trước của em nó. Như thế này quay nhanh chuẩn hơn. Đây là phía trước của em nó. Và cái mái tóc xoăn sóng nước này có đơn giản không ạ các bạn ơi? Rất là dễ đúng không ạ? Cực kỳ dễ luôn nha. Cái tóc này đó, mình sẽ chải cho nó to ra. Cho nó to ra. Rất là xinh và rất là dễ nha. Biến cái con hộp cặp này ra cho đỡ xấu. Cả nhà ơi, và Mai Phan đã chia sẻ tới các bạn xong 3 kiểu tóc rồi đúng không ạ? Và rất là cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã ủng hộ livestream của Mai Phan, đã xem và đã share livestream rất là đông, rất là nhiều. Mai nhìn thấy rất là nhiều luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại với nhau ở một cái livestream gần nhất nhé. Nhớ là luôn luôn để chế độ xem bài của Facebook Mai Phan và Mai Phan cứ tít xem sớm nhé. Có nghĩa là nó có cái chế độ để các bạn để xem trước ấy ạ. Khi mà Mai phát một cái là chúng mình sẽ xem được luôn. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye.